Dương Cẩm Linh trước ồn ào tiền tỷ, nhà xe sang chảnh, tình duyên lận đận với ba lần đổ vỡ. Ba cô bé sau hoàn toàn không có chu cấp hay là một cái gì hết, nhưng mà đó là một cái sự may mắn để mình phải gọi là nỗ lực nhiều hơn. Khiến Giang Cư Mận chú ý nhất vài ngày qua là cái tên Dương Cẩm Linh, nữ diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua loạt bộ phim như Nợ Anh Một Giấc Mơ, Hoa Dại, Ra Riêng Ai Cưới Em. Theo như bàn tán trên mạng xã hội thì Dương Cẩm Linh dường như vướng phải lùm xùm tiền bạc, thậm chí có đoạn video cho thấy có người nói nữ diễn viên có ý định trốn tránh, lời qua tiếng lại khá lớn. Bị bàn tán không ít trên mạng xã hội, Dương Cẩm Linh đã nhanh chóng lên tiếng, cho biết bản thân đang nợ tới 6 tỷ đồng, riêng người xuất hiện trong video cô thiếu 300 triệu đồng. Nữ diễn viên bày tỏ trong video rằng bản thân không hề trốn tránh mà vẫn đang cố gắng làm việc để trả tiền. Thực tế, với danh tiếng của Dương Cẩm Linh thì bình thường chẳng mấy ai quan tâm, nhưng đùng cái có thị phi là dân tình liền dần dần đi tìm info, thậm chí là đào bới đời tư của nữ diễn viên. Sau một hồi khai quật thì thông tin của Dương Cẩm Linh được netizen chia sẻ khá nhiều. Được biết, Dương Cẩm Linh ngoài làm diễn viên còn là người dẫn chương trình. Cô trước đây từng thi Hoa hậu và đoạt giải Á hậu điện ảnh 1999, đồng thời lọt top 22 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong. Ngoài tham gia các hoạt động nghệ thuật, Dương Cẩm Linh còn sang Mỹ du học. Cô đã có thời gian 7 năm sinh sống tại xứ sở cờ hoa. Chẳng thế mà có nhiều nhận xét nữ diễn viên là người tài sắc vẹn toàn. Nhìn vào cuộc sống của Dương Cẩm Linh trước đây, chắc cô chẳng thiếu thốn gì, thậm chí là còn dư giả. Và quả thật đúng như vậy, trước khi vướng vào vòng xoáy nợ nần, Dương Cẩm Linh có cuộc sống rất sang chảnh. Nữ nghệ sĩ sống trong căn nhà lớn sang trọng, thường xuyên có những chuyến du lịch xa xỉ cùng người thân. 2 năm trước, Dương Cẩm Linh còn sắm xế xịn tiền tỷ để tiện cho việc đi lại. Thật không hiểu nổi một người có cuộc sống hạnh phúc dư giả sao lại đi đến bước đường nợ nần cỡ này. Lẽ nào nữ diễn viên đã gặp khó khăn gì hay sao? Mà nói đến khó khăn của Dương Cẩm Linh thì cô đúng là gặp nhiều trắc trở trong hôn nhân thật. Nhiều lần đổ vỡ đã khiến nữ diễn viên rất suy sụp. Năm 2012, Dương Cẩm Linh bén duyên với diễn viên Minh Luân sau khi đóng chung trong Pha Lê Không Dễ Vỡ. Cả hai kết hôn và chuẩn bị làm đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Nhưng điều bất ngờ nhất là chỉ một tháng sau, cặp đôi nói lời chia tay. Thời điểm đó, cuộc hôn nhân chóng vánh của Dương Cẩm Linh khiến mọi người bàn tán không ngớt. Cả hai cũng có nhiều khúc mắc và phải một thời gian sau mới bình thường trở lại. Sau 3 năm kết thúc cuộc hôn nhân với Minh Luân, Dương Cẩm Linh nên duyên với Phạm Việt Anh Khoa, một nhà sản xuất phim. Tháng 10 năm 2016, nữ diễn viên sinh con đầu lòng. Trong quãng thời gian từ lúc công khai yêu đương đến khi có con, Dương Cẩm Linh nhận về nhiều tranh luận vì nghi ngờ là tiểu tam. Để tránh búa rìu dư luận, nữ nghệ sĩ quyết định đưa con sang Singapore sinh sống. Cô và ông xã hạnh phúc bên nhau được 2 năm, đến năm 2018 thì chính thức ly hôn. Dương Cẩm Linh bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân. Chuyện tình duyên của Dương Cẩm Linh đến đây vẫn chưa êm ả. Năm 2020, nữ diễn viên úp mở có bạn trai mới, nhưng hạnh phúc chưa lâu thì lại tan vỡ. Mà thời điểm này cũng là lúc cô mang thai lần hai. Dương Cẩm Linh cũng chia sẻ ở mối quan hệ này, cô là người bị phản bội. Kết thúc mối tình thứ ba, nữ diễn viên sinh năm 1982 làm mẹ đơn thân chăm sóc 2 con. Cô từng chia sẻ rằng bản thân xác định tự sinh tự nuôi, con của cô không cần cha. Trước đây, mọi người luôn thấy cô là người sung sướng, tiểu thư, nhưng chẳng ai biết Dương Cẩm Linh trải qua nhiều sóng gió, đến mức có lúc còn không có tiền mua sữa cho con, phải mượn tiền của bạn bè. Hiện tại, Dương Cẩm Linh vẫn đang rơi vào khó khăn khi lùm xùm tiền nong làm ảnh hưởng đến công việc của cô. Sẽ có người trách móc, người cảm thông, nhưng đến bước đường này thì nữ diễn viên cũng không dễ dàng gì để xoay sở. Hy vọng câu chuyện ồn ào của Dương Cẩm Linh sẽ được giải quyết êm đẹp với chiều hướng tốt nhất.